Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần y ở rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Phan Lâm đi về phía mình, hơi thở của Ưng Thành Hải run lên. Ánh mắt nhìn chầm chầm Phan Lâm có chút hoảng loạn. Rõ ràng những ngón tay đã gãy, vậy mà chỉ cần bôi chút thuốc vào, châm mấy cây kim đã có thể hoạt động bình thường. Đây thật sự là đông y sao? Có vẻ giống yêu thuật hơn mới đúng. Sợ rằng chỉ có nhà họ Phan ở Yến Kinh mới có loại y thuật như vậy đó. Phan Lâm, Lâm thần y này có lẽ nào có quan hệ với nhà họ Phan ở Yến Kinh không? Ưng ừ, Thành Hải đột nhiên nghĩ đến nhưng lúc này đã không phải là thời điểm để suy xét tới vấn đề không thú vị đó bởi vì văn lâm đã tới rất gần rồi đúng lúc này cơ thể của kiếm vương ở bên kia đột nhiên giật bắn lên như một con chim đai bàng bất ngờ xông tới thẳng chỗ văn lâm chết đi ông ta rít gào thanh kiếm gỗ kia nhắm thẳng đến tim của văn lâm khí thế khủng bố đến nỗi khiến cả da đầu của người nhìn trở nên tê dại nhưng mà Mắt Phan Lâm vẫn hướng về phía trước, tiếp tục bước đi. Trực tiếp làm ngơ kiếm vương đang đánh tới bị ngã. Đôi mắt giả nua của kiếm vương trợn to lên, nhưng không chịu từ bỏ, tiếp tục chạy tới. Ngay khi ông ta xông đến phía Phan Lâm, đột nhiên... Kiếm vương rên lên một tiếng, cả người không còn sức lực mà ngã xuống đất. Kiếm trong tay cũng không giữ nổi nữa. lộp bột một tiếng, nằm trên mặt đất, rốt cuộc cũng không đánh nổi nữa. Kiếm vương tiền bối! Vũ Văn Hải sợ hãi hét lên. Khách hứa bốn phía lập tức ồn ào. Đám người dược vương minh hạnh hoặc văn quốc phong thành vô cùng chấn động. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này. Kiếm vương ông sao vậy? Ưng ừ, Thành Hải vội vàng hỏi. Cả người tôi không còn chút sức lực nào. Chiều trầm cứu của tên kia khiến cả người tôi tê liệt. Kiếm vương yếu ớt nói. Cái gì cơ? Ưng ừ, Thành Hải nhíu mày lại. Mà ngay lúc này Phan Lâm đã nhảy tới, một chân nhấc cao, sau đó mạnh bạo đạp tới chỗ ưng thanh hải. Cậu ưng, cẩn thận! Vũ Văn Hải hô to, ưng thanh hải đột nhiên ngẩng đầu, hai chân tiện đá điên cuồng lùi về phía sau. Mà ngay lúc anh ta đang lùi về sau, một chân của Phan Lâm đã dẫm lên trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt điên cuồng rung lắc, giống như giấm sét đánh vang trời vậy. Khách hứa xung quanh cũng ngã xuống như ngựa đổ, cả người đều đứng không vững, nhưng ưng thành hải còn chưa kịp ổn định cơ thể, Phan Lâm bên kia lại vọt tới đây. Không ổn rồi. Sắc mặt của ưng thanh hải lạnh toát, vội vàng chạy sang bên cạnh. Phan Lâm lại một lần nữa đánh trượt, đạp vào vách tường phía sau. Bề mặt vách tường nhanh chóng rạn nứt, đất đá rơi xuống, giống như một con thác đặc biệt hỗn độn, dữ dội và thô bạo. Ưng ừ Thành hải nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu đã run lên đến tê dần từng màng nếu một đòn này trúng vào trên người vậy có thể nào đánh xuyên được qua cả người đang sống sờ sờ không mày trông vậy mà cũng linh hoạt vết đấy phan lâm thu nắm tay lại vỗ vỗ bụi cát trên người rồi nói ưng ừ, thành hải không nói lời nào mà vọt tới bên cạnh kiếm vương rút tất cả những kim châm trên người của ông ta xuống phan lâm mạnh đến mức khó tin nổi chỉ có thể để kiếm vương đánh mới địch lại được nhưng mà sau khi rút kim ra kiếm vương vẫn không có cách nào nhúc nhích như cũ cậu ta đã khiến cho thần kinh của tôi tê liệt giờ cậu có rút kim ra thì cũng vô ích chạy đi ưng thanh hải cậu nhanh chóng chạy đi kiếm vương gầm nhẹ chạy sao như vậy sao được chứ nếu như tôi mà chạy sau này ưng thanh hải tôi còn có thể đặt chân được ở chỗ nào nữa trên mặt ưng thanh hải tỏ vẻ không cam lòng không chạy mới là lựa chọn chính xác phan lâm quát khẽ lần thứ hai cất bước vọt tới. Ưng Thành Hải thầm hư lạnh một tiếng, cũng không hề lựa chọn chạy trốn, mà dồn hết sức lực đối đầu với Phan Lâm. Để tao cho mày xem, đòn đánh của riêng nhà họ ưng chúng tao. Ưng Thành Hải quát lên, hai tay giống như là hai con rắn ra đòn về phía Phan Lâm. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở thô bạo trên tay Phan Lâm bị tàn đi hơn một nửa. Miền trường, có người sợ hãi nói, ưng Thành Hải không dám đắc ý vội, hai tay lại tiếp tục đánh tiếp. Nhưng Phan Lâm lại là một con hổ đáng gờm khác. Không có những chiêu thức hoa hòe lòe loẹt cũng không có những kỹ xào tuyệt đẹp khiến cho người khác phải bất ngờ. Giây phút này, Phan Lâm vẫn trở về với bản chất cũ của mình. Dùng những chiêu thức đơn giản nhất và tốc độ vốn có. Ưng Thanh Hải thở dồn dập Lần thứ hai, nhanh chóng né muốn tránh thoát. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm nâng chân lên, mạnh mẽ đá vào bụng của Ưng Thanh Hải. Ưng ừ, Thành Hải trong nháy mắt bị đạp bay, ngã mạnh trên mặt đất. Cả người có chút không đứng thẳng nổi nữa. Cậu ưng! Cậu ưng! Mọi người xung quanh hét lên, nhanh chóng muốn chạy tới đó. Phan Lâm mang khuôn mặt không chút biểu cảm lướt qua bọn họ. Đều cút hết cho tôi! Ưng ừ, Thành Hải cắn chặt răng, cứng rắn đứng lên, đẩy người khác ra, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Một cú đạp này khiến lục phủ ngũ tạng của anh ta đều trộn lẫn vào nhau, anh ta còn có thể đứng dậy đã là một kỳ tích rồi phan lâm không hề nương tay lần thứ hai vọt tới người xung quanh khiếp sợ tới mức liên tục lùi về phía sau ưng thành hải lần thứ hai nhấc tay ra đòn đối kháng hai người điên cuồng giao đấu với nhau nhưng đánh được mấy lượt ưng thành hải chỉ cảm thấy hai tay mình giống như là sắp bị đánh gãy rồi vậy xương cốt rất nhanh đã nứt ra người lại muốn lùi về phía sau nhưng lại bị phan lâm đưa chân đá trúng đầu gối cả người khom lại thành một cục quỳ trên mặt đất tiếp theo phan lâm lại đá một cú vào sườn ưng thanh hải đã trúng chiêu cả người xoay một vòng lại nằm trên mặt đất anh hoàn toàn không phải là đối thủ của phan lâm đây quả thực là treo lên để mà đánh mà mọi người hãy hùng giếp vía nhìn lúc trước nếu không có kiếm vương ra tay ưng thanh hải còn có thể sống sót mà lên mặt với phan lâm sao Ưng Thanh Hải ho khan, khóe miệng đều là máu. Phan Lâm tiến lên vài bước, lập tức muốn động tay tiếp. Đúng lúc này, Ưng Thanh Hải đột nhiên đưa tay vào lồng ngực sờ soạn. Vậy mà lại lấy ra một khẩu súng lục tinh xảo. Không chút do dự, nổ súng về phía Phan Lâm. Liên tiếp, ba phát đạn nổ ra. Khoảng cách gần như vậy, có lẽ Phan Lâm ngay cả cơ hội để tránh đi cũng không có. Ba viên đạn trực tiếp bắn vào bụng anh. Mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ đầu óc của mọi người trống rỗng nhìn cảnh tượng đang diễn ra với ánh mắt khó tin minh hạnh hoác văn quốc đại sư phong thanh dược vương phương vũ yên tất cả mọi người dường như đều chết lặng không ai có thể ngờ tới vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc vô cùng quan trọng như thế này ưng ừ thành hải còn có thể lôi ra một cây súng anh ta còn có súng e rằng cả kiếm vương cũng không ngờ tới phan lâm bị ba viên đạn bắn trúng máu từ ba vị trí đó ngay lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả cơ thể anh. Tình thế nhanh chóng bị đảo lộn. Họng súng của Ưng Thành Hải vẫn luôn luôn nhắm tới Phan Lâm. Nhưng may thay, vào thời khắc nguy hiểm đó, Phan Lâm vẫn vô cùng nhanh nhạy mà tránh được. Hai trong ba viên đạn chỉ bắn trúng vào bụng và một viên vào vai, tất cả đều tránh được chỗ hiểm. Dù vậy, nhưng bị thương cũng không hề nhẹ. Phan Lâm nhìn thoáng qua những vết thương trên người, sắc mặt lạnh lùng nhìn Ưng Thanh Hải không được cử động ưng thanh hải nheo mắt lại và hét lên anh ta lại chuẩn bị bắn thêm lần nữa động tác của phan lâm dừng lại Hả? lâm thần y đã thời đại nào rồi mà còn sử dụng võ công chưa dù nắm đấm có nhanh đến thế nào thì cũng chẳng thể nhanh hơn được đạn bay đâu ưng thanh hải giơ súng lục lên nhìn phan lâm cười nói vậy thì mày định sẽ dùng súng để giết tao sao phan lâm vô cùng bình tĩnh nhìn anh ta và nói mày nóng lòng muốn được tao giết đến vậy sao giết tao chỉ sợ mày không thể giết được tao thôi mày dám đánh cược với tao không phan lâm nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên hoàn toàn không để tâm đến những vết thương trên người mình cược cái gì đây ưng thanh hải hỏi tao cược là bây giờ trong súng của mày đã không còn viên đạn nào nữa phan lâm bình tĩnh nói hơi thở của ưng thanh hải ngay lập tức như đông cứng lại nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cười khẩy nói: "Được thôi, mày muốn cá thì tao sẽ chiều theo ý của mày, để xem mày có thực sự dám đem mạng sống của mình ra để cá với tao hay không. Mày không cần giả bộ như vậy nữa đâu." Phan Lâm đưa tay ra, trực tiếp dùng tay không để lấy viên đạn từ vết thương ở bụng. Bụng anh chảy nhiều máu vô cùng, nhưng Phan Lâm không hề nhíu mày dù chỉ một chút. Những người xung quanh đều ngây người nhìn hành động này đang diễn ra anh vẫn tiếp tục làm như vậy với hai viên đạn còn lại, sau đó ném chúng xuống đất. Những viên đạn rơi xuống đất tạo nên những âm thanh giòn giã. Loại đạn này là loại đạn đặc biệt, khẩu súng này cũng không phải là súng bình thường đâu. Nếu bây giờ trong súng vẫn còn đạn, thì mày đã không đứng đây nói nhảm những lời này với tao làm gì. Mày cũng sẽ không do dự mà bắn chết tao rồi. Không đúng sao? Mày cần gì phải giả vờ như vậy chứ? Muốn dọa tao sao? Phan Lâm nhìn những viên đạn, nói với ưng thành hải ánh mắt của ưng thanh hải chợt lóe lên sự hoảng sợ phan lâm từ từ tiến lại phía anh ta mày đứng lại đó ưng ừ thanh hải lại giơ súng lên chĩa vào người phan lâm nhưng anh vẫn không hề dừng lại cuối cùng ưng thanh hải không thể chịu được được nữa vội vàng lấy từ trong túi áo một hộp đạn được chạm khắc tinh xảo luống cuống nhét vào khẩu súng thấy vậy mọi người đều biết rằng phan lâm đã đoán đúng trong khẩu súng đó của ưng thanh hải thực sự đã hết đạn rồi nhưng khi Ưng Thành Hải vừa mới nhét được hộp đạn đó vào khẩu súng, tay vừa giơ lên, thì Phan Lâm đã giơ chân lên, đá vào tay anh ta, sau đó dùng sức dẫm lên trên cổ tay của anh ta ở dưới mặt đất. Cơn đau từ cổ tay kéo đến ngay lập tức, Ưng thanh Hải hét lên một tiếng đầy đau đớn. "Cậu Ưng!" Những người xung quanh đều vô cùng lo lắng nhưng không ai dám ra tay ngăn cản. "Ban đầu mày đã dẫm lên bàn của tao như thế nào? Bây giờ tao dẫm lại mày như vậy." thì cũng không có gì là quá đáng. Có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng đáng sợ. Phan Lâm, mày... mày sẽ không được chết một cách yên ổn đâu. Ưng ừ, Thành Hải nghiến răng nói, lòng bàn tay lại càng siết chặt khẩu súng hơn. Cố gắng hết sức nhắm họng súng về phía Phan Lâm. Nhưng trong giây tiếp theo, bàn chân đang dẫm lên cổ tay đột nhiên chuyển động, dẫm thẳng vào lòng bàn tay của anh ta. Lực chân của Phan Lâm dẫm mạnh đến mức làm cho khẩu súng trong lòng bàn tay của ưng Thanh Hải vỡ vụn ra. ưng ừ Thanh Hải hét lên một tiếng trong sự đau đớn thấu tim gan. Sau đó liền ngất đi, không còn động tĩnh gì nữa. Cái gì? Mọi người xung quanh lại như chết lặng một lần nữa. Khi Phan Lâm nhấc chân lên, tay của ưng Thanh Hải dường như đã bị nhào nặn cùng với khẩu súng. Nó hoàn toàn bị nghiền nát, máu thịt lẫn lộn với bùn đất và những mảnh vụn của khẩu súng. Nhìn cảnh này, thật khiến cho đầu óc của người ta trở nên tê dại. Nhưng rõ ràng là Phan Lâm sẽ không bỏ qua cho ưng Thanh Hải dễ dàng như vậy. Anh lấy ra một cây kim bạc và châm lên người của ưng Thanh Hải. Toàn thân của ưng Thanh Hải run rẩy và từ từ tỉnh lại. Phan Lâm lại nhấc chân lên, không chút do dự, di chuyển tới chiếc tay còn lại. Đừng, đừng mà! ưng ừ Thanh Hải yếu ớt hét lên, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Lúc này sự bình tĩnh và tự tin vừa rồi của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Như vậy thì không được. Phan Lâm lạnh lùng nói, càng muốn dùng lực lớn hơn. Dừng lại đi, bác sĩ Lâm. Mình hành hét lên, vội vàng chạy qua. Tuy nhiên lời nói của bà ta không hề có chút tác dụng nào. Phan Lâm vẫn tiếp tục dẫm. Tiếng thét đầy đau đớn của ưng thanh hải lại một lần nữa vang vọng khắp không gian. Cả hai tay của anh ta đều đã bị phế hoàn toàn rồi. Sắc mặt của Minh Hạnh tái mét, toàn thân run lên bần bật. Bà đã tưởng tượng ra cảnh nhà họ ưng sẽ tức giận đến mức nào rồi. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhấc chân lên, nhặt thanh kiếm gỗ ở bên cạnh, dí vào cổ của ưng Thành Hải, thản nhiên nói. Giờ cũng nên tiễn mày lên đường rồi đấy. Cái gì? Dừng tay! Tên họ Phan kia, mày dám sao? Anh bảo dừng lại cho tôi! Xung quanh vang lên những tiếng hét kinh hoàng, sau đó là vô số người lao tới lầm thần y đừng làm vậy phương vũ yên cũng chạy tới ôm lấy phan lâm cố hết sức mà hét lên nếu như anh thật sự làm vậy thì người chết không chỉ có ưng thanh hải mà ngay cả anh cũng sẽ khó mà tránh được chuyện xảy ra đã hoàn toàn vượt qua những dự tính của đa số những vị khách ở đây cuộc chiến vừa rồi có ác liệt đến đâu cũng không quan trọng cho dù có người trong thiên địa giáo phải chết bọn họ cũng sẽ chỉ coi như là bị dọa một phen tuyệt đối sẽ không can thiệp tới. Thế nhưng hiện giờ, Phan Lâm đã hoàn toàn phớt lờ những lời của bọn họ nói mà giơ thanh kiếm gỗ lên. Vì vậy, tất cả mọi người cùng xông tới can ngăn. Những người này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Bọn họ điên rồi sao? Quả đúng là Phan Lâm. Anh là loại người gì vậy chứ? Tất cả mọi người ở đây đều đã tận mắt nhìn thấy những gì anh vừa làm. Lẽ nào những người xông tới can ngăn không sợ hãi trước một con quỷ giết người không ghê tay này sao? Không, bọn họ sợ chứ. Nhưng còn có một thứ khiến cho bọn họ sợ hãi hơn. Đó chính là hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu như bây giờ Văn Lâm giết ưng thành hải. Hiện trường vô cùng náo loạn. Rất nhiều người không dám làm khán giả, chỉ đứng im để xem nữa. Bởi vì nếu như ưng thanh hải chết ở đây, thì từng người ở đây cũng sẽ đều bị liên lụy dù sao thì thế lực đằng sau ưng thanh hải cũng lớn như vậy cơ mà. Lâm thần y, dừng lại đi, cậu đừng có mà làm bừa. Minh Hạnh lao tới, dùng cả người mình để chắn trước ưng thanh hải, chặn thanh kiếm của Phan Lâm lại. Bà ta không thể quan tâm đến điều gì khác nữa, bà ta mặc kệ tất cả. Phan Lâm lạnh lùng vươn tay ra, hất Minh Hạnh sang một bên. Sức lực của Minh Hạnh làm sao có thể so được với sức của Phan Lâm. Bà bị anh đẩy sang một bên, ngay lập tức, minh hạnh ngã xuống đầu bị đập xuống đất dẫn đến chảy máu tuy nhiên bà ta vẫn không từ bỏ lại xông lên một lần nữa sốt sáng nói bác sĩ lâm nếu như cậu muốn giết ưng thanh hải thì xin cậu hãy giết tôi trước đi bà nghĩ rằng tôi sẽ không dám giết bà sao ánh mắt của phan lâm vô cùng hung dữ sau đó thực sự giơ kiếm lên chĩa về phía minh hạnh lâm thần y đừng như vậy mà tôi xin anh đấy đừng kích động như vậy nữa Phương Vũ Yên vội vàng siết chặt cánh tay, áp sát người vào lưng của Phan Lâm, ôm lấy anh thật chặt. Cô Vũ Yên, chuyện này không liên quan đến các cô, cô thả ra đi. Hôm nay Phan Lâm tôi làm chuyện gì thì tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm, không để liên lụy đến mọi người đâu. Phan Lâm trầm giọng nói. Phương Vũ Yên đột nhiên buông cả hai tay, nắm lấy thanh kiếm gỗ của Phan Lâm, đặt mũi kiếm vào tim của mình. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng tái nhợt, toát lên sự đau khổ và đầy căng thẳng cô nói bác sĩ lâm anh có thể dạy dỗ ưng thanh hải như thế nào cũng được có thể khiến cho anh ta tàn phế cũng được nhưng xin anh đừng có giết anh ta nếu như anh vẫn nhất quyết phải giết anh ta vậy thì xin hãy giết vũ yên trước đi cô sắc mặt của phan lâm liền trở nên nặng nề trong số bao nhiêu người anh chỉ có thiền cảm với một mình vương vũ yên vương vũ yên đã từng đứng ra cổ vũ anh trong những lúc khủng hoảng thậm chí còn bảo vệ anh. thế nhưng anh chưa từng nghĩ rằng vào lúc này cô lại đứng về phía ưng thanh hải. bác sĩ lâm, tôi biết bây giờ anh đang vô cùng tức giận, cũng sẽ không hiểu vì sao vũ yên lại làm như vậy. nhưng vũ yên thật sự không còn cách nào khác. nếu như anh giết ưng thanh hải rồi dựa vào thế lực của nhà họ ưng thì họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. anh nhất định sẽ phải chết. vì vậy bác sĩ lâm à, xin anh hãy tha cho ưng thanh hải đi coi như là vũ yên cầu xin anh vũ yên biết mình không có tư cách để khuyên can anh nhưng nếu như anh thật sự muốn giết người để trút giận vậy thì xin anh hãy giết vũ yên đi vũ yên chỉ còn có thể làm như vậy thôi đôi mắt của phương vũ yên hơi rùn xuống nước mắt từ từ chảy ra cả đời này cô chưa từng cầu xin ai nhưng hôm nay cô tình nguyện cầu xin cho một người mà cô vô cùng căm ghét chỉ vì cô không muốn cuộc đời của người mà cô luôn luôn ngưỡng mộ này phải chấm dứt lời này của phương vũ yên khiến cho phan lâm rơi vào trầm ngâm nhìn cô gái xinh đẹp thanh tú mặc hán phục đứng trước mặt trong lòng của phan lâm cảm thấy rất không thoải mái anh không phải là tên ngốc đến cả phương vũ yên cũng phải đứng ra cầu xin thì có thể thấy hậu quả của việc nếu anh thực sự giết ưng thành hải sẽ nghiêm trọng đến mức nào nhưng mà anh không sợ đúng lúc này bà lão dược vương cũng bước tới bác sĩ lâm Cậu là một người có tấm lòng bao la, lại có tài năng xuất chúng. Người như cậu đã được định trước là sẽ trở thành đứa con thiêng của trời cao. Tôi nghĩ những lời của Vũ Yên sẽ không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu. Cậu vẫn sẽ cho rằng chuyện cậu làm được thì cậu chắc chắn sẽ làm. Bởi vì dù sao thì cậu cũng chẳng hề sợ hãi trước thế lực đằng sau lưng ưng thành hải. Cho dù thế lực đó có kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa. Dược Vương đi đứng loạn choạng giọng nói run run mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía bà bây giờ chỉ còn bà dược vương mới có thể thuyết phục được phan lâm mà thôi cả đời này tôi chưa bao giờ dựa vào mạnh yếu thành bại mà làm việc chỉ cần cảm thấy không thẹn với lòng là được rồi còn người này tôi có thể giết thì tôi sẽ giết về những chuyện sau đó thì tôi không quan tâm phan lâm nói bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên tôi biết bác sĩ lâm nếu cậu muốn thì cậu cứ giết đi tuy nhiên tôi chỉ hy vọng trước khi cậu ra tay bà già này muốn cầu xin cậu một việc chuyện gì vậy tôi hy vọng cậu có thể cưới vũ yên dược vương cười nói nhưng qua dáng vẻ nhìn thấy được một nỗi khổ tâm cái gì phan lâm dừng sốt phương vũ yên cũng vô cùng bất ngờ những người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu trước lời đề nghị của dược vương tiền bối dược vương bà đang nói đùa cái gì vậy phan lâm hỏi bà già này không thích nói đùa đâu Dược Vương lắc đầu nói, Vũ Yên là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, đối xử với ai cũng nhã nhặn như vậy. Chỉ có cậu mới khiến cho con bé cảm thấy có chút khó kiểm soát. Có thể tình cảm bây giờ của con bé đối với cậu vẫn chưa phải là yêu. Nhưng mà tóm lại thì con bé cũng chỉ có thiền cảm với một mình cậu. Bà ngoại, hai má Vương Vũ Yên ngay lập tức đỏ bừng lên. Dược Vương thở dài ôn tồn nói. Sau khi giết ưng Thanh Hải, nhà họ ưng sẽ bắt tất cả những người ở đây phải trả giá không ai trong chúng ta có thể thoát được vũ yên mắc bệnh nan y từ lâu con bé đã chẳng sợ chết bây giờ nó còn phải sợ nhà họ ưng báo thù hay sao thế nhưng người mà con bé vẫn luôn luôn lo lắng chính là cậu nó sợ cậu sẽ bị nhà họ ưng đầu độc bà già này e là cũng chẳng sống được bao lâu nữa điều nên nói tôi cũng đã nói hết rồi còn người nên giết thì vẫn cứ phải giết Bác sĩ Lâm, nếu như cậu đồng ý lời thỉnh cầu này của tôi, tôi sẽ giết Ưng Thanh Hải thay cho cậu." Nói xong, Dược Vương khẽ cúi đầu để thể hiện sự quyết tâm. Phan Lâm không nói gì cả, anh lạnh lùng nhìn Ưng Thanh Hải, cả người Ưng Thanh Hải khẽ run lên, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn vô cùng rõ ràng. "Lâm Thần Y, mày nhìn rõ chưa? Bây giờ mày nên biết rằng thế lực đứng đằng sau tao đáng sợ đến như thế nào rồi chứ nếu như hôm nay mày dám giết tao vậy thì tất cả những người ở đây bao gồm cả mày đều sẽ được chôn cùng với tao người mà mày giết sẽ không chỉ là tao mà còn là tất cả những người ở đây ngày hôm nay đấy mày có hiểu không hả ưng thanh hải cười nói anh ta biết anh ta đã thắng tuy anh ta không thể tự mình đánh thắng văn lâm nhưng những thứ ở phía sau sẽ giúp anh ta vùi dập tên bác sĩ lâm kiêu ngạo này phan lâm vẫn không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào ưng thanh hải đột nhiên anh lao tới đẩy minh hạnh ra và dùng một tay nhấc bổng ưng thanh hải từ trên mặt đất lên chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khiến cho tất cả những người ở đó đều phải nín thở sau đó rất nhiều người xông đến bác sĩ lâm anh anh đừng có làm bừa lẽ nào lẽ nào anh không nghe thấy những lời của dực vương tiền bối nói hay sao? anh thật sự định để tất cả chúng ta cùng chết hay sao? vô số những lời thuyết phục được đưa ra, ưng thành hải nghiến răng gầm gừ một cách yếu ớt. mày mày thật sự muốn mọi người cùng chết? tất cả mọi người sẽ chết sao? trên mặt phan lâm không có biểu cảm gì lắc đầu. mày thật sự cho rằng tao sẽ quan tâm đến sống chết của những người này sao? ưng ừ, thành hải hơi sững sờ kiếm gỗ đột nhiên chém sang tuy là kiếm gỗ nhưng lại có thể bổ vàng ngọc làm đôi vô cùng đáng sợ ưng thanh hải ngay lập tức bị chém đứt một cánh tay máu tươi ào ào chảy ra ưng thanh hải đau đến mức toàn thân run lên như bị điện giật sắc mặt tái nhợt từng hạt mồ hôi lớn hơn hạt đậu không ngừng rơi xuống mọi người xung quanh thì hít một hơi thật sâu đã có người không chờ nổi mà lập tức xông lên muốn đoạt lại ưng thanh hải từ trong tay phan lâm nhưng Phan Lâm lại không hề khách sáo mà đạp cho một đạp. Gần 20 người bay ra ngoài như một đống cát, rời cái rầm xuống mặt đất. Nhưng Phan Lâm vẫn không nương tay, nhanh chóng xông đến, đạp mạnh lên đầu của người nọ, dẫm mạnh một cái. Một cảnh tượng khiến cho mọi người đều buồn nôn lập tức xuất hiện, đầu của người kia vỡ ra như một trái dưa hấu. Chất lòng sền sệt đỏ trắng đan xen loang ra dưới đế giày của Phan Lâm. Không ít người sợ đến mức hét lên tại chỗ có người còn ôm bụng nôn mửa nôn ra cả mật giết người giết người ma mà quỷ mày mày là đồ ma quỷ mọi người sợ hãi kêu lên phan lâm lại không thèm quan tâm anh nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm lạnh lùng nói vì sao tôi phải quan tâm đến sống chết của các người chưa mọi người tập trung nhìn anh ánh mắt anh lạnh lẽo lặp lại một lần nữa lúc nãy tôi đánh nhau với ưng thành hải kiếm vương cũng tham gia tại sao các người không ra mặt tôi chúng ba chiêu của ưng thanh hải, tại sao các người không ra mặt? Nếu các người đã không hỗ trợ tôi thì tại sao tôi lại phải quan tâm đến các người chứ? Các người cho rằng bây giờ cầu xin thì sẽ có ích sao? Mọi người nghẹn lời, huống chi nhà họ ưng của anh ta giết các người được, chẳng lẽ Phan Lâm tôi đây lại không giết được sao? Phan Lâm lại nói lớn, câu nói này tràn đầy sát ý, tất cả mọi người nghe xong thì toàn thân run rẩy. Đúng vậy, nếu nhà họ ưng có thể giết bọn họ, thì tại sao Phan Lâm lại không thể giết bọn họ chứ? Người ta vừa mới săn bằng thiên địa giáo đây. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi lại. Sợ hãi nhìn Phan Lâm, không ai dám làm liều nữa. Còn ưng Thanh Hải, rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ta không nghĩ rằng Phan Lâm lại nhẫn tâm như thế. Cũng không ngờ rằng người này lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng. Đến lúc này, sống hay chết đều phụ thuộc vào Phan Lâm. Kiếm vương không nói gì, nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Hai người Hoác Văn Quốc và Hoác Vãn Nam cũng há to miệng nhìn sang. Phong Thành đứng ở bên cạnh, dường như đã quên mất việc hít thở. Minh Hạnh, Dược Vương cũng như vậy. Phương Vũ Yên cắn chặt đôi môi đỏ xinh đẹp, không nói gì, rưng rưng nước mắt. Khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu cảm đau khổ. Cuối cùng Phan Lâm vẫn giơ kiếm gỗ lên. Không! tất cả mọi người theo bản năng kêu lên nhưng kiếm gỗ cũng không chém ưng thanh hải làm đôi mà chỉ chém đi cánh tay còn lại của anh ta máu đỏ lại phun ra ưng thanh hải vì mất máu quá nhiều nên đã mất đi cảm giác đau đớn mọi người sừng sốt thấy văn lâm buồn lòng tay ra ưng thanh hải vô lực bị ném xuống đất hơi mờ mắt không ngừng hít thở lâm thận y phường vũ yên khẽ hé miệng nhỏ gọi phan lâm Cô Phương, coi như là nể mặt cô, hôm nay tôi sẽ không giết anh ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phương Vũ Yên hơi sừng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ lại lộ vẻ vui mừng. Bác sĩ Lâm, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách để nhà họ ưng không động đến anh. Phương Vũ Yên vội nói, cô bị bệnh nặng, đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết từ lâu. Cô chỉ hy vọng Phan Lâm sẽ không phải đối mặt với sự giận dữ của nhà họ ưng, nên mới đứng ra cầu xin cho nhà họ ưng. Bác sĩ Lâm, Cậu làm đúng rồi đấy. Kiếm vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Mọi người nhanh chóng lỗ ra vẻ mặt tươi cười. Bọn họ biết họ sẽ không bị giết nữa. Nhanh lên, nhanh khiêng cậu ưng xuống chữa trị. Được, được, nhanh lên đi. Ưng ừ, thành hải vội vàng la lên. Người thuộc thiên địa giáo ngay lập tức chạy đến. Ai cho các người cứu? Phan Lâm đột nhiên kêu lên. Tất cả mọi người đều chấn động. Phan Lâm nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm ưng thanh hải, bình tĩnh nói ra. Ưng ừ, thanh hải, nợ của chúng ta hình như vẫn chưa tính xong. Những người của Thiên Địa giáo như ngừng thở. Phan Lâm, cậu còn muốn giết người sao? Giọng nói của Kiếm Vương run rẩy, người này căn bản là một tên điên. Yên tâm đi, giết những người này cũng không có ý nghĩa gì với tôi hết. Phan Lâm vứt bỏ kiếm gỗ trong tay bình tĩnh nói, hơn nữa tôi cũng biết rằng dù hôm nay tôi có thả Ưng Thanh Hải, nhà họ Ưng vẫn sẽ trả thù tôi bác sĩ lâm anh yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ anh mà phương vũ yên vội vàng kêu lên cô phương phan lâm tôi vốn cũng không phải là người thích dựa dẫm vào phụ nữ tôi đã làm những chuyện này không hề có ý định dựa vào bất cứ ai tôi thả anh ta đi cũng là vì tôi nợ cô cô từng đứng ra đỡ kiếm cho tôi cũng từng bảo vệ tôi cho nên tôi sẽ cho cô thể diện phương vũ yên mấp máy môi hơi cúi đầu bác sĩ lâm vậy ý anh là sao đây có người run rẩy hỏi. Không có ý gì cả. Tôi cũng không định giết người nữa. Hôm nay tôi tha cho các người. Chỉ vì muốn sau này các người sẽ biết rằng rốt cuộc nhà họ ưng mạnh hay là phan lâm tôi mạnh. Dừa mắt chờ đợi đi, chẳng mấy chốc, sẽ thấy rõ ràng thôi. Nói xong, Phan Lâm xoay người đi đến cửa lớn. Tất cả mọi việc đều theo lời Phan Lâm nói mà kết thúc. Nhưng tâm tình của những người ở đây, một lúc lâu sau vẫn chưa thể khôi phục cái tên bác sĩ lâm này đúng thật là quá kiêu ngạo tôi thấy anh ta hoàn toàn không biết thế lực sau lưng của cậu thanh hải khổng lồ tới mức nào đâu nếu như anh ta biết thì sao lại có thể nói ra những lời như thế chứ làm ra những việc như thế chứ để tôi xem không tới ba ngày thì người nhà họ ưng tuyệt đối sẽ tìm tới cửa tới lúc đó anh ta sẽ phải vì hành động sốc nổi ngông cuồng ngày hôm nay mà trả giá chỉ là cái giá này sẽ đắt lắm đây mọi người thì thầm nói với nhau đều là những lời nói thể hiện sự bất mãn sâu sắc với văn lâm vũ văn hải nghi hoặc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất Năm đâm cũng gắt gao nắm chặt lại đây đều là do con đàn bà đê viện Trình tú lan đó làm tất cả đều là đều là do con đàn bà đó hại anh ta cắn chặt khớp hàm nói nhanh nhanh đi thông báo cho nhà họ ưng rằng cậu thanh hải xảy ra chuyện rồi đi nhanh lên đi kiếm vương được người nâng dậy ông ta nôn nóng la lên phương vũ yên không nói lời nào cô ta nhìn cánh cửa lớn ở trước mặt sau đó lại đột nhiên nhấc chân chạy nhanh ra ngoài vũ yên còn chạy đi đâu đó dược vương nhanh chóng đuổi theo ngay lúc đó dưới chân núi có mấy chiếc xe đang men theo con đường núi mà đi lên trịnh xuân tô ngồi ở ghế sau của chiếc xe đi đầu đang nhàm chán mà chơi điện thoại sắc mặt của cô ta tỏ vẻ rất buồn tẻ Mới đây cô ta vừa mới nhận được vài tin nhắn trên Zalo. Sau khi xem xong thì cô ta cảm thấy vô cùng hoang đường. Lâm thần y lật đồ giáo phái thiên địa của chúng ta sao? <laughs> Thật là nực cười. Tiệc cưới còn chưa có bắt đầu mà những người đó đã uống say rồi sao? Xuân Tô khinh thường mà nói. Có cậu Thanh Hải chấn giữ ở đó thì những loại việc như thế này làm sao mà có thể xảy ra chứ? Hơn nữa nghe nói ngay cả tiền bối kiếm vương cũng tham gia hồn lễ. Bác sĩ lầm đó, cho dù là bàn lĩnh ngút trời, thì sao có thể đấu lại tiền bối kiếm vương chưa? Đúng vậy, tiền bối kiếm vương là người như thế nào chứ? Có khác nào tồn tại trong truyền thuyết đâu. Hoàn toàn xứng danh với truyền kỳ đất Trung Hòa. Phan lầm đó, đến lông còn chưa mọc xong, thì có thể ngang ngược trước mặt ông ấy sao? Mấy tên đệ tử ngồi trên xe cười ra tiếng. Xuân Tô cũng cười thản nhiên. Chỉ là khi xe đang di chuyển, thì đầu lông mày của Xuân Tô dần dần nhíu lại. Cô ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao lại như thế chứ? Giọng của Xuân Tô khàn khàn nói. Trường lão, sao thế ạ? À? Những tên đệ tử đó đều nhìn cô ta. Nhưng cô ta chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ hư lạnh nói. Ngày vui nhưng lại không thấy đệ tử giữ núi đứng ở hai bên đường đón khách sao? Còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng vậy đấy. Điều này cũng thật là quái lạ. Tiệc rượu chắc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi có đúng không? Sao những đệ tử giữ núi đó lại rút đi rồi? Vẫn còn chưa đến lúc mà Lẽ nào Là bọn họ uống say rồi sao Mấy tên đệ tử đó cũng rất nghi hoặc Chưa tới giờ Mà đã rời khỏi vị trí canh gác Phạt, phải phạt Xuân Tô tức giận Cô ta hung hăng vỗ mạnh tay vịt Nhưng mà đúng lúc này Xe ô tô đột nhiên thắng gấp lại Toàn bộ người trên xe đều chúi người về phía trước Tiếng lốp xe trượt dài ma sát trên đường vô cùng chói tay. Đại khái là trượt 2 đến 3 mét thì xe mới dừng lại. Chuyện gì thế? Lưu ơi, em đi xe kiểu gì thế? Tên đệ từ ngồi ở trên ghế phó lái trách móc nói. Tên Lưu đó không nói gì mà chỉ chỉ tay về phía trước. Mọi người đều nhìn qua, lúc này mới thấy được người đang đi trên con đường phía trước. Là thằng nhãi đó. Xuân Tô nhìn thấy người đang đi tới thì sừng sốt một chút, ngay tức khắc liền giật mình. Trường lão, thằng nhãi này thật sự đến đây tiệc rượu vẫn chưa kết thúc mà anh ta đã đi ra rồi. Thằng nhóc này không phải là bị đuổi ra ngoài đấy chứ. Chắc chắn là như thế. Tôi thấy bộ dạng đó của anh ta cứ như là người chết vậy. Người bên cạnh cười châm biếm ra tiếng. Xuân Tô không nói lời nào. Chỉ là trên mặt cô ta treo lên một nụ cười nhạt trực tiếp bước xuống xe. Đây không phải là bác sĩ Lâm tiếng tam lừng lẫy của chúng ta sao? Sao thế? Sao không ở bên trong uống rượu mà lại xuống núi thế? Rượu của giáo phái Thiên Địa chúng tôi không hợp với khẩu vị của anh sao?" Hai tay của Xuân Tô ôm ngực thản nhiên cười hỏi. "Xuân Tô." Phan Lâm nhìn cô ta một cái rồi bình tĩnh đáp, "Cô tới muộn rồi, mọi việc đã được tôi giải quyết xong xuôi." "Giải quyết mọi việc rồi sao?" Xuân Tô hơi giật mình, hiển nhiên cô ta không thể hiểu được ý trong lời nói của Phan Lâm là gì. Mà ngay lúc này, có một người chạy tới từ phía sau, "Bác sĩ Lâm, cậu Lâm" Tiếng gọi lanh lành truyền tới, Phan Lâm thản nhiên nhìn qua bên cạnh là Phương Vũ Yên đang chạy tới. Cô Vũ Yên, cô có chuyện gì sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Phương Vũ Yên hơi ngừng lại một lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón xinh đẹp có một ít mồ hôi mịn. Cô ta nhẹ nhẹ vỗ ngực rồi sau đó mới nói, cậu Lâm, chuyện của nhà họ ưng, anh không cần phải lo lắng nữa. Tôi đã nói từ lâu rồi, những việc đó không liên quan gì tới cô. Phan Lâm lắc đầu. Không, không có liên quan tới tôi. phương vũ yên đột nhiên tăng cao âm lượng, hốc mắt cô ta cũng hơi nỏ lên. phan lâm giật mình, anh hơi kinh ngạc mà nhìn cô ta, nhưng phương vũ yên lại cắn môi. cô ta thấp giọng nói, cậu lâm, vừa rồi anh cũng nói đó, anh là vì tôi nên mới không giết ưng thanh hải. chúng ta cũng không phải là người mới gặp nhau lần đầu. bác sĩ giỏi nhất hàn quốc cũng đã bị bại dưới tay anh, mà phát tay áo bỏ đi, cũng đã từng lấy thực lực của bản thân mà ép trường nam phải cúi đầu anh là người thế nào thật ra tôi có thể đoán được một ít nếu hôm nay không phải anh để mặt tôi thì nhất định đã giết ưng thanh hài rồi nhưng anh không giết anh ta vì thế nên chuyện này có liên quan với tôi phan lâm không còn lời gì để nói phương vũ yên thật sự là một người cao quý thuần khiết điều này ngay từ lần đầu tiên gặp phương vũ yên thì anh đã biết rồi bác sĩ lâm những việc còn lại anh không cần phải để ý tới nữa tôi sẽ giải quyết tất cả anh tin tôi đi nhưng mà tôi chỉ mong anh đồng ý với tôi một chuyện không biết có được không đôi mắt của phương vũ yên sáng ngời mà nhìn phan lâm cô ta tha thiết nói cô nói đi phan lâm bình tĩnh đáp xin anh hãy trị hết bệnh khó nói trên người tôi trong vòng ba ngày phương vũ yên nghiêm túc nói ánh mắt vô cùng kiên định sao cơ phan lâm hơi kinh ngạc về phần xuân tô đứng bên cạnh cô ta đã ngây ra như phỗng từ lâu chỉ hết bệnh khó nói của cô sao? Đây không phải là việc gì khó. Phan Lâm lắc đầu nói tiếp. Phương thuốc tôi đưa cho cô lần trước đó, cô có sử dụng đúng giờ không? Đương nhiên là có rồi. Phương thuốc của bác sĩ Lâm, bà ngoại tôi cũng đã xem thử. Bà ấy than thở, đời mình được nhìn thấy thứ này đã được coi như là đủ rồi. Bà ấy còn nói phương thuốc này chỉ có thần tiên mới có thể viết ra mà thôi. Giọng nói của cô ta vô cùng ôn nhu, cũng không biết là vì thân thể yếu nhược hay là như thế nào? Tôi sẽ đưa cho cô thêm một phương thuốc phụ nữa. Cô nhớ sử dụng đúng giờ. Mặc dù không thể khỏi hẳn trong vòng 3 ngày, nhưng ít nhất cũng có thể khỏi được 7-80%. Sẽ không cần phải lo lắng đến tính mạng nữa. Phan Lâm móc giấy bút từ trong túi áo ra, bắt đầu viết gì đó thật nhanh. Sau đó đưa cho Phương Vũ Yên. Phương Vũ Yên nâng hai tay lên nhận lấy. Có thể có một vài dược liệu hơi khó tìm, Tôi thấy tên Minh Hạnh gì gì đó cũng ở đây. Tôi lấy danh nghĩa của Dược Vương để đi xin thuốc, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Được rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Lâm." Phương Vũ Yên nhìn chăm chú vào phương thuốc đó, trong con ngươi dường như có nước mắt đảo quanh. "Rời khỏi nơi thị phi này sớm một chút đi." Phan Lâm bình tĩnh nói với cô ta. "Được." Phương Vũ Yên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, nhưng trong nụ cười lại mang theo nước mắt là bởi vì có thể chỉ khỏi bệnh khó nói của mình mà khóc sao trong lòng phan lâm cũng nghi hoặc nhưng anh đoán không ra mà ngay lúc này xuân tô đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa rồi không biết ưng thanh hải cậu thanh hải tên họ phan kia ý của mày là gì mày động đến cậu thanh hải sao xuân tô khàn giọng hỏi trong mắt toàn là ý lạnh thấu xương tôi đã chém đứt hai cánh tay của anh ta Phan Lâm bình tĩnh nói, Xuân Tô thở dốc ồ ồ, sau đó liền lớn tiếng rít gào lên. To gan, mày lại dám làm ra loại việc ngông cuồng này. Mày có biết mày đã làm gì không? Mày có biết hậu quả mày phải gánh chịu là gì không? Tôi biết. Thì như thế nào? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Mày... Người đâu? Bắt người này lại cho tôi. Mang lên cho giáo chủ xử lý. Xuân Tô hét to. Trường lão, người tin lời của kẻ này nói sao? Những đệ tử đó nghi ngờ. <laughs> cho dù lời của anh ta là thật hay là giả Thì cũng không thể tha thứ cho anh ta được nữa Nếu như là thật Anh ta còn nghĩ tới ngày xuống núi sao Xuân Tô hư lạnh đáp Mấy tên đệ tử đó nghe vậy Cũng không còn do dự nữa Tất cả đều xông qua muốn bắt Phan Lâm Mà ngay lúc này Dược Vương cũng xông tới Vũ Yên Tiếng hô này chuyển đến Mọi người đều ngần ra Dược Vương tiền bối Hơi thở của Xuân Tô khẽ run rẩy nhìn thấy dược vương thờ hồn hền chạy tới bà ấy vốn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy đơn thuốc trong tay phương vũ yên thì bà ấy liền hiểu ra ngay khuôn mặt giàn nua cũng trắng hơn một phần lời đã tới cổ họng cũng nghẹn trở về dược vương tiền bối sao ngài lại chạy xuống núi thế ngài nhanh cùng tôi đi lên núi để dự tiệc đi trong mắt của xuân tô lộ ra vẻ hoang mang nhưng cô ta vẫn rất khách khí nói với dược vương dự tiệc sao Dược Vương rất khó hiểu mà nhìn Xuân Tô một cái, sau đó liền lắc đầu đáp. Cô nên tự mình lên núi nhìn xem đi, việc này tôi không dự nữa. Xuân Tô dừng sốt, cô ta quét mắt nhìn Dược Vương một cái, rồi lại nhìn Phan Lâm một cái, trong ánh mắt toàn là vẻ nghi ngờ. Dược Vương, lời này của ngài là có ý gì chứ? Cô tự đi lên núi là biết ngay thôi. Dược Vương lắc đầu, Lúc này một đệ tử đang cầm điện thoại vội vã chạy tới. Trưởng lão, tam trưởng lão cùng mọi người muốn chúng ta nhanh chóng quay lại giáo phái. Đã xảy ra chuyện rồi. Tên đệ tử đó trầm giọng nói. Xảy ra chuyện sao? Sắc mặt của Xuân Tô trong nháy mắt liền thay đổi. Cô ta nghĩ đến những lời quái quỷ của Dược Phương. Cô ta lờ mờ đoán ra được gì đó nên vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng. Cô ta mạnh mẽ xoay người chui vào trong xe. Lái xe! Xuân Tô hét to trưởng lão tên bác sĩ lâm này xử lý như thế nào đây tên đệ tử ngồi trên ghế lái hỏi đừng quan tâm tới anh ta nữa lái xe trước đi xuân tô lại hét lên lúc này trong lòng của cô ta tràn ngập linh cảm không lành tên đệ tử đó không dám do dự nữa lập tức đạp mạnh chân ga rất nhanh mấy chiếc xe đó đã phóng đi lên núi nhanh như chớp mà phan lâm cũng chào tạm biệt với vương vũ yên anh xoay người đi xuống núi Phương vũ yên đứng yên tại chỗ cô ta nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay thật lâu sau cũng không nhúc nhích dược vương đứng ở một bên liên tục lắc đầu than thở ngốc nghếch quá ngốc nghếch quá con làm thế này đáng không anh ấy vì con nên mới không biết ưng thanh hải còn vì anh ấy mà làm những việc này là việc nên làm vương vũ yên cẩn thận cắt phương thuốc đi cô ta nhẹ nhàng nói trong lời nói lộ ra vẻ mệt mỏi cũng có vẻ thản nhiên nhưng anh ta cũng coi như đã giết rồi kiếp nạn đó anh ta cũng không thể tránh khỏi đâu từ giây phút ngay khi anh ta ra tay với ưng Thành hải thì anh ta đã bị nhà họ ưng liệt vào sổ đen rồi dược vương lại lắc đầu bà ngoại vương vũ yên đột nhiên xoay người lại đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn bà ta một đời này quanh đi quẩn lại, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Bà đã từng nói đừng nên để lại tiếc nuối gì nữa, không phải sao? Vì thế nên bà ngoại mới xin bác sĩ Lâm cưới con. Còn mắt cao hơn đầu không nhìn thấy ai vừa mắt cả. Chỉ có mỗi bác sĩ Lâm này là con hơi để ý. Con không biết tình cảm của con đối với Lâm Thần Y là kiểu tình cảm nào. Có thể không phải là tình yêu. Nhưng con biết nếu chân chính yêu một người thì hoàn toàn không nhất định phải ở bên cạnh người ấy chỉ hy vọng người ấy bình bình an an khỏe mạnh hạnh phúc là đủ rồi bà ngoại con vẫn luôn nghĩ như thế cũng vẫn luôn luôn làm như thế lẽ nào bà muốn con phải để lại tiếc nuối cả đời này sao ngốc quá ngốc quá mà mấy chiếc xe ô tô chạy như bay trên con đường quốc lộ lên núi xuân tô hạ cửa sổ xe xuống trong lòng cô ta hoang mang mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lời của dược vương làm cô ta cảm thấy cực kỳ bất an những người gửi tin nhắn wechat cho cô ta trước đó đều là đệ tử nên cô ta vẫn nghĩ rằng bọn họ uống nhiều rồi nên mới nói như vậy nhưng lời của dược vương hơn nữa sao cái tên bác sĩ lâm đó vẫn còn dám tới chưa sao có thể được chưa xuân tô cười tự diễu Lúc này xe đã dừng lại. Trưởng lão, người đến rồi. Một tên đệ tử cất giọng nói, còn thay Xuân Tô mở cửa xe ra. Xuân Tô nhanh chân bước vào bên trong, nhưng chỉ liếc mắt một cái thì Xuân Tô đã ngây ngốc. Tình cảnh trong giáo phái vô cùng thảm khốc, khiến cho đám người Xuân Tô khi đi vào đều chấn động. Bọn họ trừng mắt thật lớn, ngây ngốc mà nhìn một đám người thương tích đầy mình, mặt mày buồn bã, yêu xìu. Còn có những vị khách đang hốt hoảng rời đi. Đài sành là một đống hỗn độn, mặt đất gồ ghề lồi lõm như là bị chó gặm vậy. Ngoài những thứ đó ra thì còn có máu, còn có thi thể, tất cả những thứ đó. Làm gì có một chút vui mừng mà tiệc rượu nên có chứ? Sao lại như thế này? Xuân Tô trừng lớn đôi mắt, lầm bầm tự hỏi. Xuân Tô trường lão, cuối cùng thì ngài cũng đã đến rồi. Bây giờ chỉ còn mình ngài có thể chủ trì đại cục mà thôi. Một tên đệ tử vội vàng chạy tới như tìm được cứu tinh đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây, đây là do kẻ nào làm? Giáo chủ đâu? Xuân Tô gầm lên. Sắc mặt của tên đệ tử đó xanh mét. Trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi tột độ. Giọng nói run rẩy mà nói. Đây, đây đều là do tên bác sĩ Lâm đó làm. Về phần giáo chủ, giáo chủ đã bị bác sĩ Lâm đó phê hết rồi. Cái gì? Xuân Tô như bị xét đánh. Cô ta chưa từng nghĩ đến năng lực của tên Lâm Thần Y đó vậy mà lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Tên đó thật sự là giết đến tần cửa, còn quậy giáo phái thiên địa đến long trời lở đất. Chỉ là vì trịnh Tú Lan kia thôi sao? Chính vì trịnh Tú Lan đó sao? Xuân Tô hồi phục lại tinh thần, sắc mặt cô ta trắng nhợt như tờ giấy. Mà ngay lúc này, Vũ Văn Hải hồn bay phách lạc, từ từ đi tới đây. Cậu Vũ Hải. Xuân Tô lập tức bước lên phía trước, ngành tiếp. Xuân Tô trưởng lão. Cô... cô về rồi. Giọng nói của Vũ Văn Hải khàn khàn. Cậu không sao chứ? Xuân Tô vội hỏi. Tôi rất khỏe. Nhưng mà ba tôi và cậu Thanh Hải thì không khỏe nổi rồi. Cậu Thanh Hải thật sự bị tên Phan Lâm đó chặt đứt hai cánh tay sao? Sắc mặt của Xuân Tô vô cùng khó coi. Đã bằng bó xử lý xong hết rồi. Nhưng không biết là còn có thể giữ lại cánh tay hay không. Nhà họ ưng đã nhận được tin tức. Họ đang gấp gáp đuổi tới đây. Xuân Tô trưởng lão, cô đi đón tiếp người của nhà họ ưng một chút đi. Vũ Văn Hải trần chừ nói. Xuân Tô vừa nghe thì toàn thân không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của cô ta ngưng trọng, thấp giọng nói. Cậu Vũ Văn Hải, cậu phải biết rằng nếu người nhà họ ưng đến đây thì giáo phái thiên địa của chúng ta phải đối mặt với điều gì chứ? Ưng ừ Thành Hải gặp phải chuyện không may ở đây. Tên Lâm Thần Y kia khẳng định sẽ phải đối mặt với sự báo thù của nhà họ ưng. Nhưng giáo phái thiên địa của chúng ta cũng sẽ không may mắn tránh thoát. Nhà họ ưng tuyệt đối sẽ trừng phạt chúng ta. Cậu để tôi đi đón tiếp bọn họ là muốn tôi phải đối mặt với lừa giận của nhà họ ưng sao? Nếu không thì sao đây? Trình tú Lan không phải là bị cô mang tới sao? Nếu không phải bởi vì cô ta, thiên địa giáo của chúng ta sẽ gặp phải chuyện như ngày hôm nay sao? Vũ Văn Hải tiến lên phía trước một bước, đôi mắt đỏ như máu trừng xuân tô vì vậy mà cậu bảo tôi đi đón tiếp người nhà họ ưng sao xuân tô xô vũ văn hải một cái cô ta phẫn nộ hừ một tiếng xuân tô cô vũ văn hải tức giận nếu giáo chủ đã bị phế rồi những trường lão khác cũng đều bị thương giáo phái thiên địa bây giờ chính là do tôi quản lý vũ văn hải chuyện đi đón tiếp người của nhà họ ưng vẫn nên là do cậu đi làm thì hơn tốt xấu gì thì cậu cũng là con trai của giáo chủ Người nhà họ ưng có tới thì cũng sẽ không làm gì cậu đâu. Xuân Tô lạnh giọng nói. Cô nói cái gì? Hơi thở của Vũ Văn Hải trở nên rồn rập. Cậu chỉ có thể làm như vậy thôi. Bởi vì cậu Thanh Hải là do cậu mời tới. Cậu là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Xuân Tô tiến lại gần Vũ Văn Hải. Cô ta lạnh lùng nói. Sắc mặt của Vũ Văn Hải trong phút chốc liền trở nên trắng bệch. Cả người anh ta đều ngây ngốc đứng tại chỗ. thân thể cũng run rẩy nhẹ nhẹ không nói ra được tiếng nào xuân tô hử nhẹ một tiếng rồi thản nhiên nói cậu cũng đừng lo lắng quá tới lúc đó chúng tôi sẽ cố hết sức làm dịu đi lừa giận của người nhà họ ưng dù gì thì người làm cậu thanh hải ra nông nỗi này cũng là cái tên lâm thần y kia mau chóng rời lừa giận của bọn họ lên người của anh ta để người nhà họ ưng đi tìm anh ta tính sổ mới là kế sách hàng đầu cô chuẩn bị làm như thế sao Vũ Văn Hải nghi ngờ hỏi, tôi sẽ lập tức cho người đi tới Giang Thành, giám sát nhất cử nhất động của bác sĩ Lâm. Sau đó tôi sẽ cho người liên hệ với một vài bác sĩ có tiếng chữa trị cho ưng Thành Hải. Người nhà họ ưng cũng không phải là loại ngang ngược không hiểu đạo lý. Chúng ta cũng đã làm tới mức đó rồi, thì bọn họ cũng sẽ không dám làm gì giáo phái thiên địa của chúng ta nữa đâu. Xuân Tô thản nhiên nói vũ văn hải âm thầm siết chặt nắm đấm nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác phản bác được chỉ có thể cắn răng nói cũng chỉ có thể như thế yên tâm đi rất nhanh thôi nhiều nhất là ba ngày nhiều nhất là ba ngày tên họ phan đó sẽ phải trả một cái giá thật đắt sau khi xuống núi phan lâm liền đi vào bệnh viện để thăm trịnh tú lan vết thương của trịnh tú lan cũng đã khá hơn một chút ít nhất thì người cũng đã tỉnh lại đám người hồ quý bạch hà vĩ hùng vẫn còn đang canh giữ trước cửa bệnh viện bởi vì nhận được tin tức nói rằng bác sĩ lâm sẽ tới cho nên hương thân phụ lão ở vùng lân cận đều chạy đến để khám bệnh lời dặn dò của phan lâm những người này đương nhiên sẽ làm theo còn thêm vào sự ủng hộ mạnh mẽ của bệnh viện nữa nên trước cửa bệnh viện tấp nập toàn người là người thôi may mà lần này mang theo đủ người đến nếu không thì đám người hà vĩ hùng thật sự phải bận rộn một phen nữa. Phan Lâm đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Trịnh Tu Lan đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay người nhìn tới chỗ người mới bước vào. Anh tới rồi. Cô ấy lộ ra nụ cười ôn nhu. Khỏe hơn chưa? Phan Lâm bình thản hỏi. Đã khỏe hơn nhiều rồi. Tiếp đó điều dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa là được rồi. Phan Lâm. Lần này cảm ơn anh rất nhiều. Trịnh Tu Lan ôn nhu nói. Không cần phải khách khí tôi đã nói là tôi sẽ dẫn cô đi mà phan lâm cười nói vậy thiên địa giáo bên kia thì anh tính thế nào trình tu lan cẩn thận dò hỏi đã giải quyết xong rồi giải quyết rồi sao đôi mắt xinh đẹp của trình tu lan chừng lớn yên tâm đi thiên địa giáo bên đó sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa đâu phan lâm cười nói thật không vậy trình tu lan đầy vẻ nghi hoặc cô ấy vẫn luôn luôn ở trong bệnh viện nên không biết trong thiên địa giáo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tôi sẽ cho người đi thu xếp thủ tục chuyển viện cho cô nơi này không phải là giang thành có rất nhiều việc tôi không thể lo liệu hết được hơn nữa thiết bị chữa bệnh ở đây cũng không thể bằng ở giang thành được cô tới giang thành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh hơn chính tu lan dịu dàng nhìn phan lâm trong đôi con ngươi xinh đẹp lấp lóe ánh hào quang nhưng cô ấy cũng không nói nhiều thêm nữa, chỉ là gật đầu nhẹ nhẹ. Phan Lâm lập tức gọi người đi xử lý. Rất nhanh thì xe cứu hộ đã dừng trước cổng bệnh viện. Phan Lâm cũng cùng trở về Giang Thành cùng với Trịnh Tú Lan. Hà Vĩ Hùng và Hồ Quý Bạch vẫn tiếp tục ở lại đây xem bệnh cho mọi người. Trước tiên thì cô ở Niên Kỳ Hào Hùng đi. Tạm thời đừng quay về nhà họ Trịnh. Gần đây trong nhà họ Trịnh không được bình yên lắm. Được rồi, Trịnh Thu Lan gật đầu, Phan Lâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thủy Bình Vân và Hàn Long để bọn họ chú ý công tác bảo mật ở sân bay và đợi ở đường cao tốc, chú ý chặt chẽ tới những người ra vào. Nhà họ ưng dọa toàn bộ người của giáo phái thiên địa sợ tới mức mất hồn mất vía. Từ điều này có thể thấy được thế lực của nhà họ ưng khổng lồ tới mức nào. Phan Lâm chưa từng nghe nói tới gia tộc nào họ ưng ở Yến Kinh. Chỉ sợ nhà họ ưng này là một gia tộc lánh đời nào đó. Nếu đối phương muốn trả thù thì bản thân anh bắt buộc phải chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ mới được. Thật ra, trong lòng anh đã có cách để đối phó rồi. Nhưng khi tin nhắn được gửi đi chưa bao lâu thì đột nhiên có một cuộc gọi điện thoại gọi tới. Phan Lâm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại một cái. Sau đó liền dừng sốt. Vậy mà lại là hứa Ngọc Thanh gọi tới. Bây giờ hứa Ngọc Thanh vô cùng chán ghét Phan Lâm. Sao bà ta lại gọi điện thoại cho Phan Lâm chứ? Lẽ nào lại làm ra chuyện ngu ngốc nào ở Giang Thành nữa rồi sao? Có chuyện gì vậy? Phan Lâm cẩn thận hỏi một câu. Anh chết ở đâu rồi? Mau quay về đây đi. Xảy ra chuyện rồi. Anh lăn về đây nhanh lên cho tôi. Hứa Ngọc Thành ở đầu dây bên kia điện thoại phẫn nộ gào sống. Đầu lông mày của Phan Lâm nhíu chặt lại. Mặc dù anh rất không vui vì lời nói của Hứa Ngọc Thành, nhưng so đo cùng với loại người này thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm thản nhiên hỏi: "Chuyện gì sao? <laughs> người của nhà bên đó tới rồi, bây giờ chạy đến chỗ chúng tôi gây rối. Phan Lâm, tôi nói cho anh biết, nếu anh không nhanh quay về đây giải quyết, anh ta thì anh đừng có trách sao tôi lại báo cảnh sát." Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói, sau đó bà ta liền trực tiếp cúp điện thoại. Phan Lâm nhíu chặt mày, người nhà họ Phan tới đây sao? Xem ra rốt cuộc bọn họ đã không nhẫn nại được nữa rồi. Cũng không đợi Phan Lâm ở bên này trả lời thì đã vội vã đích thân tới tìm gặp Lâm Thần Y. Làm sao thế? Trịnh Tú Lan hỏi. Không có chuyện gì đâu. Phan Lâm cười cười trả lời. Trong mắt Trịnh Tú Lan lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng cô ấy cũng không truy hỏi thêm nữa. Mấy giờ sau thì xe đã chạy tới bệnh viện nhân dân. Sau khi Phan Lâm giải quyết xong thủ tục chuyển viện cho Trịnh Tú Lan thì bọn họ liền lái xe về hướng phòng trọ của nhà Lý Giang. Lý Ai Vân đã xuất viện rồi mặc dù vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cô thật sự chịu không nổi mùi vị của bệnh viện nữa hơn nữa tính cách của cô lại mạnh mẽ công việc thì lại đang trong giai đoạn thăng tiến mà cô lại gặp phải mớ rắc rối này nên đã phải trì hoãn công việc thật lâu nếu bây giờ ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì cũng có thể xử lý một ít công việc của công ty nên cô mới làm thủ tục xuất viện sớm phan lâm dừng xe lại bên về đường anh nhìn khu nhà có tuổi đời hơi lớn này một cái rồi liền đi vào bên trong vẫn chưa tới cửa thì đã có thể nghe thấy một trận tiếng mắng trời từ bên trong truyền ra mấy người nghĩ mấy người là ai chứ mấy người lại tới nhà tôi nữa thì đừng có mà trách tôi không khách khí đây phan lâm sao phan lâm tới rồi nhanh đuổi bọn họ cút đi đừng có ở lại nhà tôi nữa nhà tôi chứa không nổi mấy cái thằng xui xẻo này đâu tiếng mắng trời chói tai vẫn không dừng lại chính là giọng nói của hứa ngọc thanh phan lâm bước vào nhà thấy người vừa đến hứa ngọc thanh lập tức nhảy dựng lên cái thằng vô dụng anh rốt của cũng chịu về rồi sao nhanh đuổi bọn họ ra khỏi nhà tôi ngay đi đừng có mà làm bần phòng của tôi hứa ngọc thanh lớn giọng la hét phan lâm liếc nhìn hứa ngọc thanh một cái rồi lại nhìn người mặc tây trang trên mặt không có biểu tình gì đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong ánh mắt lóe lên một tia sáng phan lâm anh đã đi đâu thế Lý Ái Vân chống gậy đi ra. Ra ngoài là một số việc thôi. Làm việc sao? Làm việc gì mà tới mấy ngày không thấy bóng dáng đâu vậy? Đôi mày lá liễu của Lý Ái Vân thoáng nhăn lại. Nhưng hiển nhiên cô không muốn nói lời vô nghĩa gì với Phan Lâm nên liền nhìn về phía người đang ngồi ở trên sofa một cái rồi nói. Anh ta nói anh ta là người nhà họ Phan đến tìm anh. Anh tự mình giải quyết đi. Mẹ rất bất mãn với anh ta. Nếu không phải còn có em thì mẹ đã báo cảnh sát từ lâu rồi hai người tự xử lý đi. Nói xong thì Lý Ái Vân liền kéo Hứa Ngọc Thanh vào trong phòng. Ái Vân, còn có ý gì chứ? Tên họ Phan đó là cái thứ gì chứ? Bọn họ muốn nói gì thì cút ra ngoài rồi nói, dựa vào cái gì mà nói ở nhà chúng ta chứ? Hứa Ngọc Thanh mặc kệ, bà ta trực tiếp lớn tiếng mắng trời. Lời này vừa thốt ra thì người đàn ông mặc tây trang đang ngồi trên ghế sofa đó liền mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Hứa Ngọc Thanh chằm chằm. Một luồng lạnh lẽo dày đặc Xẹt qua dưới đáy mắt của anh ta Lý Ai Vân vừa vội vã kéo hứa Ngọc Thanh vào phòng Phan Lâm nhạy bén Bắt được ánh mắt lạnh lùng của anh ta Anh lập tức lên tiếng hỏi Đến từ Yến Kinh phải không Đúng vậy Phan Lâm Chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại với nhau Người tới liếc mắt nhìn Phan Lâm một cái Bình thản nói Có chuyện gì sao Phan Lâm không thèm để ý mà ngồi xuống Phan Lâm anh còn nhớ lời tôi đã từng nói trước đây không Người đó nhìn chằm chằm Phan Lâm, anh ta lạnh lùng nói. Chẳng qua, chỉ là một tên phế vật bị nhà họ Phan đuổi ra ngoài. Là một kẻ bò đi mà ai ai cũng khinh thường mà thôi. Rốt cuộc, anh có tư cách gì mà ngỗ nghịch với tôi chứ? Ngỗ nghịch nhà họ Phan chúng tôi sao? Ngỗ nghịch sao? Mấy người cũng đã nói tôi bị nhà họ Phan đuổi ra ngoài rồi mà. Bây giờ tôi đang ở rể ở nhà họ Lý. Có thể nói bây giờ tôi là người nhà họ Lý rồi. Dựa vào cái gì mà tôi phải làm việc cho nhà họ Phan mấy người chứ? Phan Lâm nhún nhún vai. Phan Lâm, tôi đến đây không phải là để nghe những lời vô nghĩa đó của tên phế vật như anh. Bây giờ tôi muốn anh lập tức ly hôn với Lý Ai Vân. Đồng thời còn phải lấy danh nghĩa của cô ta để hẹn gặp Lâm Thần Y ăn cơm. Anh cứ theo đó mà làm đi. Thời gian chính là tối hôm nay. Đến khi đó tôi sẽ tham dự. Tôi sẽ đại diện cho nhà họ Phan bàn bạc bà công việc với Lâm Thần Y. Anh phải tạo cơ hội cho tôi. Đã hiểu rõ chưa? Người đàn ông hừ lạnh nói trong giọng nói lộ ra vẻ không thể dung thứ cho kẻ nào dám trái lời dường như anh ta cảm thấy phan lâm sẽ không dám từ chối vậy chỉ là ý tưởng tốt đẹp thực tế lại phũ phàng không hiểu phan lâm vắt chéo hai chân anh tự châm cho mình một điếu thuốc rồi bình tĩnh nói sao sắc mặt của người đàn ông đó trầm xuống mấy cuộc điện thoại trước kia tôi đã nói rất rõ ràng rồi tôi không thể vì làm việc cho nhà họ phan mà đóng gói vợ mình đem tặng cho bác sĩ lâm được Nhà họ Phan mấy người, muốn bám được lên người của Lâm Thần Y thì tự mình đi mà làm, tìm tôi làm cái gì? Nhà họ Phan tiếng tâm lừng lẫy, lẽ nào lại e ngại một tên bác sĩ Đông y nho nhỏ ở Giang Thành sao? Phan Lâm hừ lạnh nói, "Phan Lâm, thật sự là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao?" Người tới nhíu chặt mày lại. "Đúng thế." Phan Lâm lười nhiều lời cùng với anh ta, người đó im lặng. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi móc ra từ túi áo mình một gói thuốc lá. Loại thuốc lá này chỉ có người nhỏ Phan mới có. Mà ngay khi hộp thuốc lá này được bóc ra thì Phan Lâm cũng đã đoán được một hai phần rồi. Sắc mặt của anh ta hơi ngương trọng, chú ý vào mùi thuốc lá này. Dựa theo điều tra của chúng tôi thì Lâm Thần Y có thể có một ít quan hệ với người trong trại an dưỡng ở Giang Thành kia. Vì thế nên chúng tôi không thể mạnh mẽ ép buộc bác sĩ Lâm đó được mặc dù nói là người kia không đủ để uy hiếp tới nhà họ phan chúng tôi nhưng nhà họ phan của chúng tôi trước giờ chưa từng tùy tiện gây thù chuốc oán nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì tự nhiên sẽ giải quyết trong hòa bình thôi nhưng nếu như sự việc đã đi tới nước không thể nào điều tiết được nữa thì chúng tôi cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn mà thôi về phần phan lâm gia tộc rất thất vọng về anh Vốn nghĩ rằng tên phế vật như anh còn có giá trị lợi dụng cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra là chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên đặt kỳ vọng lên người một thằng con hoang. Sau khi nói xong lời này, thì người đó rút một điếu thuốc màu đen ra từ trong hộp thuốc, anh ta bỏ nó lên trên bàn trà. Điếu thuốc này đại biểu cho một tín hiệu, nếu Phan Lâm đi tới đốt điếu thuốc này lên và hút nó, vậy thì trong vòng 3 ngày, anh ta sẽ bị tê liệt trong điếu thuốc này ẩn chứa một loại độc tố mà nhà họ phan cố ý điều chế ra mặc dù nó là tê liệt nhưng cũng có nghĩa là phan lâm thỏa hiệp nếu như anh tự nguyện tiếp thu trừng phạt của nhà họ phan thì nhà họ phan sẽ buông tha cho anh nhưng nếu như phan lâm không hút vậy thì những ngày tháng trong tương lai của anh phải chịu đựng sự trả thù điên cuồng của nhà họ phan đến lúc đó thì sẽ không chỉ là tê liệt đơn giản như vậy nữa tự anh chọn đi. Người đó thản nhiên nói. Phan Lâm bình tĩnh nhìn điếu thuốc đó, thở ơ lạnh nhạt. Một lát sau. Tôi biết rồi. Người đó dường như không muốn cho Phan Lâm quá nhiều cơ hội để lựa chọn, nên trực tiếp cầm điếu thuốc lá trên bàn lên, bỏ lại trong hộp thuốc một lần nữa. Hẹn gặp lại. Đầu của anh ta cũng không thèm ngoái lại, trực tiếp đi thẳng ra cửa. Đợi một lát, Phan Lâm đột nhiên mở lời. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Không phải hối hận chỉ là tôi muốn nói cho anh một câu mà thôi. Câu gì? Người đó nghiêng mặt nhìn lại, thản nhiên hỏi. Phan Lâm phun ra một vòng gói thuốc, giọng khàn khàn nói. Lúc đại hội, tôi sẽ đến nhà họ Phan. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ chuyện cốt tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.